Chào bạn nhé, đến với video tiếp theo của mình nhá. Đây các bạn ơi, tôi cần đây. Đấy. Hơi tối các bạn ạ. Hơi tối. Rồi, bây giờ mình vào mâm thôi. Rồi. Đây, sốt của mình đây nhá. Có mệnh giá là 100.000 nha các bạn nhá. Rồi. Cho ra ngoài đường cho nó sáng. Tối nay mình ăn đơn giản này thôi. Nó sao này? Hả? Có gì? Có cơm chưa? Bạn ơi, có thiếu không? Có. Ai có bản gì? Có bản đâu. Một chữ một. À. Đấy, nghe đấy. Nghe đấy cả, đi cái điều không này. Đó, cái thừa đặt. Ba ơi, thằng này nó xáo hoa quá. Rồi mời các bạn nha. Ba các bạn.
không làm cái này. Đừng ăn được. Chị ăn cơm với gia đình. Hôm nay em giới thiệu nhiều quán lắm rồi đấy. Thôi mình có cái nào mình dùng thế thôi chị ạ. Không bà đấy, không mang ăn. Mời anh em bên này nhé. Vâng.
Anh làm cây bên kia à? Ừ, YouTube kia. Đúng rồi. Em cũng làm bên đấy. Nhưng mà thị trường ở đâu thì mình cứ theo đấy thôi. Rồi mình chỉ giới thiệu cho mọi người. Em làm BH cơ. Anh à, em thích hát à? Thích hát thì em chuyên, em chuyên hát là ca khúc như nào? Nhạc trẻ à? Em hát được tiếng Thái không? Được, phải nói hết. Được hết. Tiếng Thái có chữ viết đấy. Với lại nếu mà em hát được tiếng Thái ấy, thì khi nào mà có cái hội văn hóa dân tộc ấy thì để anh giới thiệu em vào. Tiếng Thái là em hát theo nhạc gì? Anh có một anh bạn là anh ở bên nhạc mà. Anh có một anh bạn là cái bạn đấy là hát theo nhạc luôn, mà không phải tiếng Thái luôn đấy, hay như kiểu tiếng Mông ấy. Em mà chính thức là dân tộc Thái, nhưng mà em đam mê kiểu như hát Thái cũng được, kiểu như không đúng cũng được. Tiếng Trung Quốc thì em cũng hát được một bài. Được. Cái nào em đam mê thì em phải đi học em nhé. Có nghĩa là em phải học trung cấp luôn được, để em có cái nền tảng ấy thì em mới theo được, hiểu không? Còn mình tự nhiên mình nhảy vào thì mình sẽ không, mình không có nền tảng, em hiểu không? Đấy. Mình các thứ thì em mua rồi. Cái đấy là cái đam mê của em chỉ dừng lại ở chỗ là hát karaoke thôi. Phải phải phát triển lên, em phải đi học, có trường lớp, hiểu không? Đấy, thì em mới phát triển được nhá. Ẩm thực Tây Bắc. Đăng ký hộ đi. Em vừa được phá hết đi rồi. Thế thì không giúp được nhau rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Rồi mình kết thúc video đây các bạn nhá. Hẹn các bạn vào video kế tiếp nhá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.